Ở phần này chúng ta sẽ thực hành về string. Để đơn giản thì mình sẽ sử dụng luôn cái project datetime ở đây. Mình sẽ tạo ra một class mới là string sample và mình sẽ tạo ra hàm main. Thì lúc này chúng ta khai báo các string s1 bằng fresher chấm phẩy sysout s1. Chúng ta chạy cái lệnh này. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta tạo ra string. Thì chúng ta có thể gán trực tiếp một cái string vào một cái biến. Thì string được tạo ra bằng cái cách là khai báo ra một cái chuỗi và đóng dấu bởi một dấu nháy kép như này ở bắt đầu và kết thúc. Thì đấy là cách khai báo của string. Ngoài ra thì chúng ta có thể khai báo string như sau, s2. Nó cũng có hàm khởi tạo là new string như này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có các tham số chuyển vào đây. Thì new string đây chúng ta cũng có thể tạo ra một cái là academy sysout s2 chẳng hạn. Thì nó cũng tương tự như là cách khai báo ở phía trên, thì chúng ta đều tạo ra cái string. Tuy nhiên là sự khác nhau giữa hai câu lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài tiếp theo. Bên cạnh đó thì với các object thông thường chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm toString. Không biết các bạn còn nhớ không? Thì ví dụ ngay như cả cái string sample đấy chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta bây giờ tạo ra một cái string sample ss bằng new string sample chấm phẩy. Và chúng ta có thể viết một cái s.toString đây, thì nó sẽ tạo ra một cái string từ cái object, bất cứ object nào. Chúng ta chạy cái này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ in ra cái tên của cái object và có một cái a còng, đây chính là cái địa chỉ ở trong bộ nhớ, trong phần của Java Heap. Tuy nhiên cái hàm toString này đến từ đâu thì nó đến từ đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả mọi class trong Java ấy, nó đều thừa kế từ một class, đặc biệt là class object này, chữ ô viết hoa. Thì trong này nó được thừa kế các hàm ở đây, thì các bạn thấy là nó được thừa kế lại cái hàm toString. Trong trường hợp mà các bạn muốn thay đổi cái hiển thị của toString thì các bạn override lại cái này, hiển thị ra, và các bạn return một cái message gì đấy. Ví dụ như này chẳng hạn, và unsafe. Thì lúc này các bạn chạy, thì thay vì cái hiển thị cái edu.fa.stringsample rồi a còng một loạt cái địa chỉ, thì bây giờ nó sẽ trả về cái hàm toString ở đây của chúng ta. Thì bất cứ một cái class nào nó cũng sẽ có cái hàm toString này. Khi mà các bạn override thì các bạn có thể customize lại cái message, còn nếu không thì cái message giống như khi nãy. Ngoài ra thì cái việc sử dụng string nó rất là nhiều tiện dụng khi mà các bạn muốn convert các giá trị. Như các bạn đã tìm hiểu ngay phần trước đây thì chúng ta có phần date chẳng hạn. Thì các bạn có thể convert một cái string thành một cái date, hoặc là chuyển đổi một cái date thành một cái string. Hay đơn giản hơn là chúng ta có thể là convert một cái số ở dạng string thành một cái số chẳng hạn. Thì ví dụ như là khi đó các bạn muốn convert nó thành một cái số nguyên chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng integer.pass đây chẳng hạn. Thì lúc này nó sẽ truyền tham số vào là một cái string, thì chúng ta sẽ convert nó thành một cái số nguyên. Thì đấy là những cái hàm khởi tạo và một số tính năng của cái string liên quan đến các cái object khác. Bên cạnh đó thì string nó cung cấp rất nhiều cái API. Ví dụ chúng ta sẽ set một cái s1 ở đây chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái hàm, rất nhiều hàm ở đây các bạn sẽ có thể thấy. Thì đầu tiên ý, là nó sẽ có một cái hàm gọi là uppercase chẳng hạn. Thì to uppercase ở đây nó sẽ hiển thị ra toàn bộ cái string đấy ở dạng viết hoa. Ví dụ như này. Thì các bạn sẽ thấy là chữ fresher này được viết hoa toàn bộ, hay là chỉ đơn giản là lowercase chẳng hạn. Thì nó có hàm lowercase như này, và các bạn chạy thì nó sẽ hiển thị ra là fresher hoàn toàn viết hoa, viết bình thường. Tiếp theo các bạn có thể gọi những cái hàm, ví dụ như là cái hàm s1.substring chẳng hạn. Substring thì có hai ba loại có thể, nhưng mà mình hay dùng hai loại 1 và loại 3 này hơn. Thì substring đầu tiên là có tham số là chỉ số bắt đầu và chỉ số kết thúc. Ngoài ra thì có substring là chỉ số bắt đầu duy nhất mà thôi. Ví dụ như substring như này, 3, rồi 5, rồi 6 chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ thấy nó chỉ hiển thị ra là từ 3 đến 6 là cái chữ này, share đây mà thôi. Tiếp theo là các bạn có thể làm như sau, s1.substring. Thì substring này nó sẽ sử dụng duy nhất một chỉ số, ví dụ như từ số 5 chẳng hạn. Thì lúc các bạn chạy thì nó sẽ hiển thị ra là đuôi ở cuối, tức là nó bắt đầu từ 5 và kết thúc bởi là 6, 7 như đây. Thì đấy là cách sử dụng hàm substring. Ngoài ra thì s1 chấm chúng ta sẽ có cái hàm gọi là hàm trim đây, và hàm split. Split là hàm gì? Hàm split các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ convert nó thành một cái string, mảng string ở đây.
Thì ví dụ như nếu mà chúng ta split bởi một cái chỉ số, một cái ký tự gì đấy chẳng hạn, giả sử như mình sẽ split nó bằng cái chữ gọi chữ E chẳng hạn, như này, thì nó sẽ tách thành thành những cái mảng. Xin lỗi các bạn, chúng ta có thể viết như sau, chấm len. Thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc mà chúng ta split ấy, thì cái split mảng này nó sẽ có 3 phần tử, là bởi vì nó mình phân cách bằng chữ E nên thành ra chữ fresher ấy, nó sẽ cách thành cái một cái là FR, một cái là SH, một cái là R. Thì chúng ta xem nó có phải như thế không. Thì sys out chẳng hạn, split phần tử số 2 đi, là phần tử cuối cùng. Thì các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ màu mỗi chữ R. Thì các bạn có thể thực hành thêm, kiểm tra xem 0 và 1. Thì đấy là hàm split. Ngoài ra hàm trim thì có nghĩa là như này. Ví dụ như giả sử trong trường hợp mà các bạn có đây dấu cách chẳng hạn, thì lúc này các bạn chạy cái hàm hàm stream ấy, thì nó sẽ cắt bỏ những cái dấu dấu cách ở cuối và ở đầu và cuối. Thì đấy là tác dụng của hàm stream, thì các bạn có thể thực hành thêm. Mình quay lại với cái concept là các string là những cái immutable object. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta đã convert rất nhiều thứ liên quan S1, S1 rồi S1, 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 làm đủ thứ ở đây. Thì liệu bây giờ giá trị S1 nó có như cũ không? S1 bằng, thì các bạn sẽ thấy rằng là S1 nó vẫn như cũ, vẫn là show fresher, cái string fresher mà chúng ta khai báo từ đầu. Lý do là bởi vì khi chúng ta gọi cái hàm to uppercase hay lower uppercase hay là substring này chẳng hạn, thì bản chất những cái hàm này là hàm tạo ra những cái string mới trong cái string pool mà thôi. Thì string pool là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì lúc mà nó tạo ra các cái string như thế thì cái S1 nó vẫn giữ là giá trị cũ. Có một câu hỏi đặt ra đây là cái lệnh S1 bằng fresher này và cái lệnh S2 bằng new string academy này liệu nó có khác nhau gì không, và cái string pool là gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài tiếp theo.